Hello, chào bạn và chào mừng các bạn trở lại kênh Liên Quân Mobile Mobile Việt. Thì trong clip này mình sẽ tiếp tục review vị tướng The Flash, một tướng DC Comics của trò Liên Quân Mobile. Mà hễ nói đến những vị tướng DC Comics thì chúng ta thì thấy được sức mạnh của vị tướng này. Nhưng mà bù lại thì những vị tướng này thì rất là chát và rất là đắt. Đấy anh em ơi, giá rất là chát luôn. Ok, trận đấu này dừng thì mình là Cross AFK càng rồi. Theo lát lại phải đi rừng kìa anh em ơi. Nói chung là nếu mà rừng AFK thì rất là khó đánh anh em ơi. Nhưng mà ở trong bản test mà AFK thì như cơm bữa thôi. Trận đấu nào hầu như cũng có. Ok, hay quá. Cảm ơn bạn Thủy Quái nhá. Ok, và kỹ năng của The Flash thì mình đã trình bày các bạn trong những clip trước rồi. Và clip này mình sẽ nói sơ qua nhé. Thì đầu tiên là nội tại, thì khi di chuyển The Flash sẽ tích lũy cái nội tại của nó. Và khi đủ 10 điểm, The Flash sẽ cường hóa đánh thường. Đường đánh thường sẽ lập tức áp sát mục tiêu, gây thêm sát thương phép và bút một lượng lớp giáp cho The Flash, đồng thời làm chậm tướng địch. Đấy, cái nội tại của rất là mạnh rồi. Và chiêu 1 thì nó là hành trình siêu tốc rồi anh em ạ. Có thể là bay đi đến điểm chỉ định và sẽ để lại một cái cột mốc ở vị trí khởi động. Và khi anh em kích hoạt chiêu 1 một lần nữa thì sẽ giật về cái vị trí đó. Đấy, ok. Và chiêu thứ nhất này, nếu các bạn sử dụng cả lượt đi và lượt về chúng tướng địch thì sẽ thêm một lượng sát thương phép rất là lớn nhá. Ok, chính vậy chúng ta phải dùng chiêu này cả lượt đi và về chuẩn xác. Và trong clip này mình sẽ trình bày anh em cái lối trang bị vị tướng The Flash. Ok, để sao vị tướng này rất là mạnh luôn. Và trang bị thế nào thì về thích hợp vị tướng này. Ok, và chiêu thứ hai, cú đấm siêu tốc. Cú đấm này sẽ đấm liên tiếp về phía trước vừa 5 lần. Và ở lần thứ 5 thì chắc chắn sẽ tăng gấp đôi lượng sát thương phép. Đấy anh em ơi. Và đồng thời khi đấm trúng mục tiêu thì The Flash được tăng thêm tốc chạy nhá. Còn chiêu cuối thì The Flash tạo nên một cái cơn lốc xung quanh bản thân, và trong lúc tạo cơn lốc này thì sẽ gây sát thương phép cho tướng địch xung quanh. Đấy, nhưng mà khi kích hoạt chiêu này thì The Flash sẽ bị giảm tốc chạy anh em ơi. Đấy, và khi cái chiêu này kết thúc sẽ hút những mục tiêu ở xung quanh vào trung tâm một cơn lốc. Đồng thời khi The Flash kích hoạt chiêu cuối này thì nó sẽ không thể bị tấn công. Ở đây là cái chiêu giúp The Flash băng trụ rất tốt. Ok, trận đấu mà dừng AFK mà anh em ơi, đánh rất là khó khăn luôn. Thành ra là phải đợi bạn dừng ấy vào chứ, nếu không thì rất là khó đánh em ơi. Kỹ năng mình vừa gọi là nói lại một cách nhanh chóng cho các bạn rồi. Kỹ năng thì nó cũng rất là dườm già. Và combo của The Flash như thế nào hiệu quả thì mình sẽ có hai kiểu combo. Thứ nhất là combo cấu rìa, thì các bạn sẽ không dùng chiêu cuối mà chỉ dùng nội tại là chiêu 1 và chiêu 2. Trước hết là bạn các bạn phải vào cái trạng thái là có nội tại đã, và anh em dùng chiêu 1 đó, xong đánh thương một phát, xong dùng chiêu 2, rồi tiếp tục dùng chiêu 1. Chú ý và cả hai lần chiêu 1 thì phải trúng tướng địch nhá thì mới tối đa được sát thương. Thế mới cấu rìa mới thốn được em ơi. Ok, cố lên Thủy Quái ơi, mình đã ở trời. Vừa nói cố lên đã chết rồi em ạ. Mình sẽ đến đất mạng thân công. Rồi đúng lúc bị choáng em ơi, cay thật. Tiếc kỹ năng thành ra là để bạn đấy chạy mất rồi. Ok ok ok. Mình sẽ chạy đây, mình phi ra bụi cỏ bên kia. Thanh niên chắc là vụ đúng đây thôi. Rồi, hay quá. combo cấu rìa như vậy anh em ơi. Còn combo chính thức của The Flash thì dùng như sau. Chiêu 1 này, sau khi dùng chiêu 1 một phát anh em đánh thường này để kích hoạt nội tại đấy và làm chậm tướng địch. Sau khi làm chậm tướng địch anh em dùng chiêu cuối luôn. Đấy, sau khi dùng chiêu cuối thì rồi dùng chiêu 1 luôn anh em ơi. À, dùng chiêu 2 rồi dùng chiêu 1 nhá. Đấy. Ok, chết cả hai anh em ơi, có khi là chết cả ba. Nhưng mà thôi. Ngộ không đến rồi thì mình chết.
À, nó này combo hoàn chỉnh của dị tướng The Fanatic anh em ơi. Chiêu 1 nhảy đánh thường này, chiêu 3 này và chiêu 2 rồi chiêu 1 tiếp. Đấy. 1 đánh thường, 3 2 1 đấy anh em ơi. Nói chung là các bạn sẽ phải luyện tập để sử dụng combo này thành thạo nhé. Team bạn có vị tướng Liniana anh em ạ, thực sự là đó một vị tướng pháp sư rất là mạnh, rất là cơ động em ơi. The Flash thì tại sao lại gọi là The Flash, bởi vì nó khả năng di chuyển rất là nhanh. Ok, một combo chắc chết rồi em ạ. Ok. Các bạn phải áp sát được tướng địch mới dùng chiêu cuối nhá, bởi vì khi dùng chiêu cuối thì The Flash bị nó sẽ bị giảm tốc chạy và rất khó là truy sát tướng địch bằng chiêu cuối nếu mà không đứng sát tướng địch. Ok, truyền thuyết anh em ơi, ok quá. Thường thì anh em phải sử dụng nhuần nhuyễn cái combo 1 này, đánh thường này 2, 1 đấy để cấu rỉa nhá. Khi mà phải đứng áp sát vào chân tướng địch bằng đòn đánh nội tại thì anh em mới dùng chiêu cuối nhá. Nếu không thì cái combo của bạn sẽ rất yếu và rất dễ bị mít. Ok. Pha này là mình dùng chiêu chiêu 2 rồi mình dùng chiêu cuối, thành ra là không đủ thời gian để giật chiêu chiêu 1 về. Đấy. Nhiều trường hợp mà anh em dùng như thế thì rất là nguy hiểm luôn. Rồi, cấu rỉa vậy thôi. Ui giời. Rồi, xong rồi. Đấy, mình có chiêu thức và mình sẽ bắt Vanessa nha. Đấy, một combo rất là mạnh luôn anh em ơi. Ok, rồi. May quá. Các bạn thể thấy là team bạn cũng rất là khỏe luôn, bởi vì dừng team mình bây giờ mới vào hay sao ấy, bây giờ thấy mới thấy bạn đấy đã ăn bột đỏ rồi. Và bởi vì khi dùng chiêu cuối The Flash sẽ bị giảm tốc độ, thành ra mình khuyên dùng các bạn lên cái chiếc băng sớm nhá, để tạo khống chế để dễ dàng hút tướng địch vào vùng trung tâm của chiêu cuối thì nó mới mạnh được. Ở chiêu cuối rất nhiều sát thương phép. Chiêu cuối nó tạo con lốc và gây sát thương phép xung quanh, một lượng sát thương phép rất là lớn luôn anh em ơi. Và sẽ hút tướng địch vào vùng trung tâm của cái chiêu thức khi mà sau 2 giây thì đồng thời gây sát thương phép rất là lớn nữa. Chính vậy phải dùng chiêu cuối để hút tướng địch vào trung tâm thì mới mạnh được. Nếu không thì lại rất là yếu anh em ơi. Mình rất thích đánh những vị tướng DC Comics anh em ạ, thực sự là những vị tướng này rất là mạnh. Và khi đánh những vị tướng này thì mình lại nghĩ là mình đang như là một siêu anh hùng anh em ơi, thực sự là rất là phê. Đúng là tâm hồn trẻ con anh em ơi. Rồi ok, một combo gọi là nhẹ nhàng, chiêu 1, chiêu 2 đã ăn được một mạng của Quyền Vương rồi anh em ạ. Ok, chiêu cuối lên thì nó không làm gì được mình đấy. Ôi trời, thôi. Thanh niên Liliana căn chiêu một chuẩn xác quá anh em ơi, đúng lúc mình hết chiêu đặt phát mình chết luôn anh em ạ, không kịp ngáp. Càng quá, rất may là Nagrod vào rồi anh em ơi, nhưng mà bạn ấy rất là thọt. AFK rất là lâu mà căng rồi đấy anh em ạ. Nói chung là căng từ đầu rồi, rất là gắt luôn. Và mình sẽ cố gắng đánh nhá. Cứ dùng combo cấu rỉa chuẩn xác và combo hoàn chỉnh chuẩn xác thì sẽ rất là khó chết vị tướng The Flash anh em ạ. Rồi. Nên chạy rất là nhanh anh em ơi. Nhưng mà có chạy được không? Ok. Việc truy sát The Flash cũng rất là khó.
khi mà nó sẽ dùng chiêu 1 để chạy và rất là khó bị bắt anh em ơi. Nhưng mà bạn chú ý nhá, khi dùng chiêu 1 thì anh em tránh những tình trạng là tướng địch phát hiện ra cái điểm xuất phát của chiêu 1 của mình, giống như là cái bóng của chiêu 1 của vị tướng Murat anh em ơi. Nếu bị bắt bài thì rất dễ bị chết đấy, nếu các bạn không chú ý. Bởi khi dùng hết combo rồi thì thực sự thì nó rất là yếu. Thôi thanh niên Zeal mà phút thứ 11 rồi, đồ rất nhiều và một combo mình không thể chạy được anh em ơi. Nhưng mà các bạn thì thấy là combo của The Flash quá mạnh, lượng sát thương phép là quá nhiều. Chính vì vậy đồ cho The Flash thì mình hướng đến là đó là trang bị full phép nhá. Ok, một combo cấu rỉa và dễ dàng giết được vị tướng Quyền Vương. Nói chung là khả năng ảo diệu vị tướng này thì nó hơn những vị tướng pháp sư khác rất là nhiều em ơi. Một combo cấu rỉa bình thường của mình cũng rất là mạnh rồi. Cứ một đánh thường này, hai rồi một giật về. Có khi là giết được một tướng sát thủ anh em ạ. Về late game ý. Đồ thì khi mà gần full đồ rồi thì các bạn sẽ bán cái Phượng Hoàng Lệ đi và các bạn lên cái quyền trượng đấy ha. Cái quyền trượng này giúp anh em có khả năng hút máu phép rất là tốt. Và có một nối trang bị của The Flash giống vị tướng Zeal. Đấy. Thì mình sẽ trình bày sau anh em nhá. Ok. Không hút được về. Phải áp sát nó thì áp sát bằng nội tại thì dùng chiêu cuối mới hút được nó về anh em ơi. Chứ không thì những vị tướng cơ động dễ dàng là thoát khỏi vùng chiêu cuối của The Flash. Ok, chiêu 2 sát thương phép quá lớn. Ở trận này thực sự để ăn mạng quá đà anh em ạ. 17 trong 25 mạng của team đấy. Nhưng mà các bạn thể thấy là combo vị tướng này rất là mạnh. Sở hữu bộ kỹ năng ảo diệu thế này, hy vọng The Flash ra mắt trong bản chính thức lên con mobile Việt Nam thì giá thì không quá chát. Vì mình cũng rất muốn là Canada lên quân Việt Nam bán tướng rẻ rẻ chút xíu để nhiều bạn được trải nghiệm tướng hơn đấy. Nhiều khi là bán đắt thì cũng không bằng bán rẻ đâu anh em ạ. Đấy, bán rẻ thì nhiều người trải nghiệm hơn. Thôi. Không nghịch dại anh em ơi. Rồi ok, mặc dù là tướng combo rất ảo diệu và rất là mạnh nhưng mà không được ảo diệu sức mạnh, không được ảo tưởng sức mạnh anh em ơi. Phải đợi tướng đao đòn vào trước chứ mình vào cũng rất là nguy hiểm luôn. Đấy ok. Phải đợi team rồi anh em ơi, mình vào phải có team hỗ trợ. Hoặc là đỡ đòn vào trước, mình vào sau. Ok. Thế chắc mình rồi anh em ạ. Lượng sát thương phép của chiêu 2 nó quá khủng bố.
Đấy, và nếu dùng chiêu 1 triệt sát thì tự sát thân kép cũng quá khủng bố luôn. Đấy, đấm chiêu 2 cái chết Violet là các bạn thấy thôi. Chạy đâu. Rồi. Diêu chắc chắn chết anh em ơi, mình sắp hồi chiêu rồi. Rồi ok, đấy. Wow, chủ bắn gần chết. À, đây là vị tướng các bạn cũng phải luyện tập khá nhiều anh em ạ. Bởi vì càng kỹ năng nào diệu thì các bạn phải càng luyện tập nhiều thì phát huy tối đa được sức mạnh. Rồi, muốn bắt mình à, không mơ đâu, không dễ đâu cưng ơi. Ok, Nacross đến rồi. Bây giờ mới thấy bạn Nacross thể hiện đấy, chứ bạn ấy AFK từ đầu trận. Rồi, phá hết ba đường lính và lính siêu cấp thì đã xuất hiện rồi anh em ơi. Có lẽ trận đấu sẽ kết thúc sớm đây. À, không sớm đâu, 16 phút rồi. Không bị AFK thì lấy đâu mà đánh căng như thế này anh em ạ. Nếu không thì có khi là thắng sớm rồi. À, với bộ loại kinh công thì chắc chắn một combo thì rất dễ dàng giết được một tướng địch thôi anh em ơi. À, thậm chí là một combo cấu rỉa cũng giết được. Ok, bật thêm một chiêu cuối này. Đó, giật chiêu về. Quá bất đạo. Cứ để tướng địch ngồi áp sát mình bật chiêu cuối thì có mà chết cả đám anh em ơi. Ok. À, như vậy thì trận đấu sẽ kết thúc ở đây và video của mình đến hết thôi. Xin chào các bạn và hẹn lại trong những clip tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.